cái thần thông để vị có được cái định tốt, vì tự vì chỉ thực hành được thiền định, còn không có thực tự tự tu là không có thực hành được thiền tuệ, vì đó phải phải có sự hướng dẫn của một cái vị đã có kinh nghiệm thì mới thực hành được thiền tuệ. Cho nên là thiền tuệ là cái thiền khó hơn thiền định rất là nhiều. Thiền sinh là phải chỉnh pháp hàng ngày, phải học từng tí một mới thực hành được thiền tuệ. Thế nào là tà định? Chánh thì phải có tà, phải không? Chánh kiến thì nó có tà kiến, chánh tư duy nó có tà tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, tuệ, niệm, thì nó có cái gì, nó có chánh, nó có tà, cái chánh định nó phải có tà định. Biết thế nào là tà định không? Là sự thực hành không đúng, đối sinh ra sự ngộ nhận sai lầm. Biết tà định là thế, mình hành sai, mình tưởng là đúng, thì nó là tà định, nó là tà kiến. Mình hiểu là ai mà như thế nào là hành không đúng? Hành không đúng thì hành giả không biết cách nhận biết đề mục thiền, đổi chú tâm sai đối tượng. Ví dụ bảo mình hành thiền hơi thở, mình cứ chú tâm ở dưới bụng, làm sao phải là hơi thở đâu có dưới bụng nào thì đâu có phải là thiền hơi thở nữa, mà nó mới là thiền khác. Nên là mình không để tâm vào đúng hơi thở, mình để tâm ở chỗ khác, mình hướng tâm đi chỗ này chỗ kia, mình dẫn tâm đi khắp mọi nơi, thì nó không phải là thiền định nữa. Mình đã không biết cách nhận biết để mục thiền, chú tâm sai, mình để tâm sai đối tượng, sai vị trí. Mình không phải để tâm vào hơi thở, mình lại tưởng mình đang để tâm vào hơi thở, mình để tâm vào cái tính gió ở trên người, mình lại tưởng đấy là hơi thở. Hơi thở nó cũng là gió, mà trong người mình nó cũng có cái bốn đại, trong đó nó có cái đại chủng là gió. Hoặc là một cái người bị đó hiểu lầm cái câu mà Đức Phật dạy, cảm giác toàn thân tôi sẽ thử ra vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thử ra vị ấy tập. Rồi bị đó cảm nhận ở trên thân, rồi cảm nhận hơi thở. Trong một lúc mình để tâm vào hai cái đối tượng đấy, tâm nó sẽ bắt vào tính gió trên thân. Tính gió trên thân, và lúc ấy nó không phải hơi thở, nó là cái gió trên thân. Và lúc ấy mình sẽ thấy cái người của mình nó giống như một cái ngọn gió nó cuộn. Và cái người đó bảo, ô tôi đạt được cái sự rộng không. Thấy người nó không còn là thân nữa, mà nó chỉ là một cái, nó giống như là một cái thân của mình, nó không còn là thân nữa. Và lúc ấy mình thấy nó tan ra như những cái cơn gió, nó giống như giống không. Vì gió nó chẳng có màu sắc, chẳng có hình dáng gì mà. Cho nên rất nhiều người rơi vào cái phong đại trên thân, và người đó bảo tôi đạt được cái sự giống không. Và vì vậy mà tôi đắc được cái tánh không. Đấy là, và vị ấy bảo an trú ở tánh không là an trú của một bậc đại nhân. Rất nhiều người cứ nghĩ thế, đấy là một cái sự hiểu sai. Sai người Phật dạy trong kinh điển về thực hành sai. Hành thiền hơi thở nhưng không quan sát hơi thở ở điểm xúc chạm là hành sai. Hành thiền hơi thở phải để tâm ở điểm xúc chạm, mình đúng, mình chuyển sang chỗ khác cái là sai. Hơi thở dài ngắn là dài ngắn về thời gian, nếu quan sát chiều dài ngắn về không gian là hành sai. Ví dụ có người hiểu là Đức Phật dạy là quan sát hơi thở vào dài ra, dài vào ngắn ra ngắn, thì vị đó lại quan sát cái dài ngắn này, cái vào là trong ngang ngang với mũi, ngang ngang với cổ ấy đi ra, đấy là ngắn. Và mình theo nó vào đến tận đan điền, cái theo nó lên đến hơi thở dài. Thì mình cố ý vẽ cho nó dài, cố ý vẽ cho nó ngắn đi. Thì có người hiểu sai và thực hành như vậy, thì cái đấy là hành sai. Cảm giác toàn thân hơi thở là quan sát hơi thở toàn diện từ đầu đến đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Còn nếu quan sát trên thân mình là hành sai, thì nó lại vừa quan sát hơi thở vừa cảm giác, cảm nhận cái thân từ đầu đến chân. Thì một lúc cái tâm nó biết hai đối tượng, vừa biết hơi thở vừa biết cái thân hình, thì cái đấy là hành sai. Chú tâm vào một điểm nào đó trên tứ đại là sai. Ví dụ khi mình chú tâm vào những cái đặc tính của hơi thở nó có tính nóng, mình cứ để tâm vào cái nóng của hơi thở là nó bắt vào hòa đại. Nó có cái lạnh mát mát thì mình cứ chú tâm vào cái mát này là nó bắt vào phong đại và vào hòa đại. Hoặc là hơi thở nó có cái tính đẩy đẩy, mình để vào cái tính đẩy là mình sẽ bắt vào phong đại. Hơi thở, hoặc là có những lúc mình để vào cái tính lạnh, tính nóng, cứng, tính mềm, tính nặng, tính nhẹ, thô mình, đấy, mình sẽ bắt đi sai đối tượng. Quan sát tính đẩy hỗ trợ là sai, quan sát tính chạy dính là sai.
quan sát những đối tượng khác ngoài hơi thở ra làm sao? Như thế nào là sự ngộ nhận? Sự ngộ nhận khi chưa đắc định mà tưởng đắc định đấy là ngộ nhận, khi chưa đắc thiền mà tưởng đắc thiền là ngộ nhận, khi chưa đắc thần thông mình tưởng là đắc thần thông là ngộ nhận, khi chưa hành thiền quán mà tưởng là đắc đạo là ngộ nhận. Trong những người lúc hành thiền nó có rất nhiều, nó sinh ra nhiều cái sự ngộ nhận. Nhưng cái sự ngộ nhận thì sự hiểu ra, ví dụ như là thế nào là chưa đắc định mà tưởng là đắc định, mình là chưa đắc định mà tưởng đắc định. Khi đắc định thì có sự xuất hiện của quang tượng, ánh sáng, trí tuệ khởi sinh từ sắc trái tim, ánh sáng ni mít đã khởi sinh từ hơi thở. Cả hai ánh sáng này cùng tập trung ở hơi thở thì hành giả đắc định một trong ba loại định: sát na định, cận hành định và chỉ định. Đây là khi đắc định, đây là trạng thái của người đắc định. Đắc định là nó phải thế, nó phải phát ra cái ánh sáng, nhưng mà ánh sáng từ của tim, ánh sáng của hơi thở, ánh sáng trí tuệ và ánh sáng của nimitta. Cả hai ánh sáng này nó gom lại với nhau một điểm ở trước mũi, nó phải gom lại một điểm ở ngay trước mũi, tức là hai ánh sáng này nó phải hợp nhất với nhau ở ngay trước mũi của mình. Chứ còn mình thấy được cái ngồi một chút thấy cái tâm sáng sáng mình dẫn đến chỗ khác là nó không gom vào một điểm ở trước mũi thì nó không đắc định, gom vào ngay trước mặt trước mũi của mình không, thì mình có thể đắc được sát na định, cận hành định hoặc an chỉ định, đấy là đắc định. Còn ngộ nhận đắc định khi mà mình ngồi thiền mà chưa có ánh sáng, chưa có quang tướng, hoặc chú tâm sai đối tượng mà vẫn có ánh sáng. Khi mình để tâm sai đối tượng nó vẫn sáng lên đấy, nhưng mà nó không đúng đối tượng, tâm rơi vào hữu phần cửa tình đường mê, mình tưởng đấy là định, hình dạng khi mình đắc định là ngộ nhận. Bây giờ có người ngồi mà rơi vào cái trạng thái nó giống như ngủ không biết gì cả, thì mình nghĩ là chắc định là cái trạng thái nó không biết gì hết đấy, thì đấy là rơi vào hữu phần, thì đấy không phải là định, mà đấy nó chỉ là một cái trạng thái giống như ngủ, giống như trong giấc ngủ. Ngủ không phải là định, định nó không giống như ngủ, mà định nó phải rất là tỉnh, chứ định nó không mê. Tâm mà hơi mê là cái tâm đấy không có định. Tâm mà có định thì tâm đấy rất là tỉnh ra, nó biết đối tượng rất là rõ ràng, chứ không phải định là không biết gì, định là có biết. Rất nhiều người người ta định là không có biết gì hết, ai có nại đập một người không biết. Có người người ta dẫn cái câu chuyện là có một vị đắc định, xong là người ta khênh ra ngoài, người ta đặt ở ngoài trời, người ta phơi nắng cả ngày, không vị đó không biết gì, xong là người ta dội nước lên người không biết gì. Nhưng mà đến ngày hôm sau vị đó tự động thì nó xả thiền. Mọi người thì cái trạng thái đấy chỉ có những người nhập vào cái thiền diệt, diệt tận định. Nếu mà người mà nhập vào thiền diệt ý, thì mình có chất lửa nên mình đốt nó không cháy. Có nhiều vị mà nhập thiền diệt thì những người ta cứ tưởng vị đó chết, thấy không hơi, thấy vị này không thở nữa nên tưởng vị này chết, nhưng người ta chất củi nên người ta đốt. Đấy, người ta đốt xong đến ngày hôm sau cho nó tàn lên rồi, vị đó xuất định, vị đó đi ra, mà sao mình ngồi trong đống tro này, nó vẫn đi lại bình thường. Mọi người ôm kiêm qua mình kiêm sau này không sống lại. Thì cái đấy là cái thiền, đấy là thiền diệt, diệt tận định thì mới có cái trạng thái đó, là không còn có một cái, không còn bị ảnh hưởng với cái sự đụng chạm gì hết. Còn cái ở thiền chứng, tất cả các thiền khác thì cái tâm nó vẫn biết, nó vẫn biết. Còn ở thiền diệt là cái tâm nó diệt hẳn, nó không còn tâm nữa. Còn ở các cái thiền khác là nó có tâm, nó có tất cả các tâm hành rõ ràng, nó chỉ khác là tâm nó biết một đối tượng, thế mà thôi. Thế nào là đắc thiền, thế nào là ngộ nhận đắc thiền, đắc định ra và đắc thiền ra. Khi tâm nhận biết đi mít ra liên tục không gián đoạn thì sẽ xuất hiện năm thiền chi và chế ngự được hoàn toàn năm thiền cán. Đây là trạng thái của đắc thiền. Đắc thiền là tâm của mình nó biết cái tâm tướng đấy liên tục không gián đoạn, và năm thiền chi nó sinh khởi thì nó đè nén năm thiền cán. Tầm nó đè nén hôn trầm, tứ nó đè nén ni, thì nó đè nén sân nạp, nó đè nén trạo cử và định, nó đè nén tham dục. Như vậy là đắc sơ thiền. Đây là có đắc thiền. Còn nên là cái sự ngộ nhận đắc thiền khi tâm an trú trên nimitta chưa được liên tục, trong nhiều giờ nó chưa liên tục, định còn non yếu, tâm còn nhận biết cảm thọ trên thân hoặc các cảnh khác, các thiền chi chưa mạnh, các thiền cá chưa được đề nén,
hành giả nghĩ mình đang thiền thì đó là ngộ nhận, thì đấy là cái sự ngộ nhận của đang thiền. Thế nào là đắc trí, thế nào là ngộ nhận đắc thắng trí, thắng trí là thần thông. Nhiều người hành thiền được một chút cứ nghĩ là mình đã đắc thần thông. Nhưng khi mà mình có được một chút định thì bắt đầu nó có tưởng tượng, mình tưởng cái gì nó thấy cái đấy, tưởng cái gì nó ra cái đó. Và cái tưởng nó khác, còn cái nộ mà đắc thần thông nó khác. Còn đây này, muốn đắc thần thông phải được hành 10 kasina và 14 pháp thuần thục trên 8 kasina. Trước hết phải thực hiện thần thông, vì đó cần phải xuất khỏi tâm thiền căn bản, quyết định thực hiện thần thông. Nếu đắc thần thông thì nộ tâm sẽ không, thì cái nộ tâm thông nó sẽ phải khởi lên. Muốn có cái thần thông thì nó thế, vì nó muốn mà thực hiện thần thông biến hóa thì vị đó phải vào với tầm thiền căn bản, như là phải nhập vào kasina đất, tứ thiền kasina đất, vì đó xuất ra, vì đó mới có thể biến hóa được. Vì đó muốn bay thì vị đó phải nhập vào cái tầm thiền căn bản của kasina bay. Muốn bay thì về kasina đất, vì đó biến ra đất ở trên hư không, vì đó đi bộ ở trên đất, hoặc là vì đó làm cho thân mình nhẹ như gió, rồi vì đó mới có thể bay được như gió. Là vì đó muốn độ thổ chui xuống dưới đất thì vì đó phải nhập vào tứ thiên kasina nước, vì đó biến lên nước thì vì đó mới đi xuống đấy, là vì đó trồi lên nên độ thổ trồi lên. Muốn đi qua tường qua vách thì vì đó phải nhập vào kasina hư không, vì đó tác ý là có hư không ở cái tường đấy, vì đó đi xuyên qua tường. Đó là các cái tầng thiền, phải vào các cái tầng thiền căn bản, các tầng thiền căn bản. Còn muốn hành về thiên nhãn thì vì đó phải vào kasina ba cái căn bản, đó là kasina ánh sáng, kasina trắng và kasina lửa, rồi vì đó mới dẫn cái ánh sáng lên, vì đó mới thấy được cái cảnh trong ngoài. Các cái phải, và khi mà thực hành quyết định thì để nó có cái độ tâm thông nó còn lên, chứ không phải là cứ ngồi tưởng tượng là nó ra thần thông. Ngộ nhận đắc thần thông, một số hành giả hành thiền đến khi xuất hiện quang tướng, tùy theo cái tưởng mà quang tướng sẽ biến hiện ra các cảnh khác nhau. Hành giả tưởng đến cái gì hành đó nhận, hành giả nghĩ là mình những cảnh đó là thật, rồi ngộ nhận rằng mình đã đắc thần thông, thực ra đó chỉ là tưởng tượng. Nên nó có rất nhiều người khi mà có một chút định rồi thì đó sẽ rơi vào ngộ nhận tưởng là mình đã có thần thông, vì đó nghĩ là mình thấy được nhiều kiếp quá khứ, vì đó thấy là mình có thể nên được trời nói chuyện với chư thiên, xuống địa ngục thăm những cái tội nhân để đi đây đi đó, mà cái tâm nó cứ tưởng là các cảnh, vì nó tưởng thật thì đấy là ngộ nhận, vì đắc thần thông. Thế nào là đắc đạo và thế nào là ngộ nhận đắc đạo? Bây giờ có rất nhiều ngộ nhận đắc đạo, nhiều người đắc đạo là kết quả của pháp thiền quán, phải quán vô thường khổ vô ngã trên danh chân đế. Khi nào thấy được sự diệt tận của danh sắc, thấy được niết bàn, thấy được sự đoạn trừ các phiền não, thấy được đạo quả mà mình chứng đắc thì đấy là đắc đạo. Kể cả một cái người mà nghe một bài pháp thì cái vị đó vẫn thấy được cái danh sắc nó sinh lên và nó diệt đi, và vị đó giác ngộ ra sự vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã, thì cái pháp nhãn nó sinh khởi. Chứ vị đó không có tự nhiên mà đạt được đạt, vẫn thấy được cái danh sắc chân đế nó sinh lên nó diệt đi. Hoặc là vị đó quán vipassana, thấy được danh sắc sinh lên nó diệt đi, thì vị đó mới có thể đắc đạo. Mà sự diệt tận nó diệt, mà nó diệt tận nó không sinh lại nữa, và niết bàn nó sinh khởi ngay cái lúc đấy, và phiền não nó được đoạn trừ ngay cái lúc mà thấy niết bàn, và mình, cái vị đó biết được đạo quả mà mình chứng đắc, thì cái này là đắc đạo. Còn đây là ngộ nhận đắc đạo, chưa quán tam tướng vô thường khổ vô ngã trên danh sắc chân đế, chưa thấy sự diệt tận của danh sắc, chưa thấy niết bàn hoặc nhân, hoặc nhận nhầm quán tướng trên thân là niết bàn, chưa đoạn diệt được các phiền não, vẫn còn tà kiến tham ái với năm uẩn, năm uẩn là thường là khả tịch, vị đó tưởng mình đắc đạo là đang ngộ nhận sai lầm. Có rất nhiều người, người tu tất cả các cái hệ phái nào vẫn có những người ngộ nhận đắc đạo, cả Nam Tông, Bắc Tông, Thiền Chỉ, Thiền Quán đều có những người ngộ nhận, có những người ngộ nhận đắc đạo.
mà khi mà hỏi về những cái căn bản thì nó lại không biết được. Quán tam tướng vô thường không vướng là chỉ danh sắc chân đế, mà chưa quán được cái danh sắc chân đế thì có vị niệm bảo là bây giờ chẳng ai chỉ có Đức Phật mới quán được danh sắc chân đế, còn người bình thường không quán được, vì đó là điều xa, chưa thấy sự diệt tận của danh sắc, chưa thấy niết bàn. Hoặc có những người thì thấy khi mà có một tâm nó có một chút định rồi nó thấy cái sự nó sáng sáng, nó phát ra từ trong đầu, cái tưởng đấy là niết bàn, chưa đoạn diệt được kiến đã, vẫn còn tà kiến. Tức là khi mà đắc đạo ở cái đạo quả thấp nhất, nó diệt trừ được cái tà kiến, hết sạch tà kiến rồi. Một người mà đắc đạo rồi thì không bao giờ còn tà kiến. Tà kiến có nghĩa là không bao giờ còn chấp thường. Cái thân năm uẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Còn nếu mà một cái người nào mà còn thấy năm uẩn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, mà tự mình đắc đạo thì là vô nhận sanh năm. Quán vô thường khổ vô ngã trên danh sắc chân đế là như thế nào? Danh sắc chân đế là sự thật tột cùng, nó có tính sinh diệt không ngừng. Muốn thấy được nó thì phải có định thật sâu làm nền tảng, phải có tuệ sắc bén để quan sát. Vì nó luôn sinh diệt nên nó vô thường, vì nó vô thường nên nó khổ, vì nó khổ nên nó không có tự ngã, nó là vô ngã. Đây là quán sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc chân đế, sự thật tột cùng. Danh sắc thì lúc nào nó cũng sinh diệt cái thân của mình vậy. Mình chỉ thấy một người đứa trẻ nó sinh ra rồi thấy một người già chết đi, mình nghĩ là ồ, con người sinh ra được cái diệt phải chết đi, đấy là mình thấy cái sinh và cái diệt. Nhưng mà cái sinh và cái diệt đấy là thấy được bằng mắt thường, còn cái sinh diệt mà mình thấy bằng mắt tuệ ấy, thì mình thấy được là cái thân và cái tâm này nó sinh diệt liên tục, không lúc nào nó ngừng nghỉ. Thân tâm của mình là cứ sinh diệt liên tục. Còn bây giờ mình mà thấy một người sinh ra một người chết đi, mình bảo tôi giác ngộ cái vô thường này. Và cái vô thường là cái gì mà ai sinh ra phải chết đi, và cái đấy chưa phải là giác ngộ. Và bây giờ phải thấy được cái sự sinh lên và diệt đi ngay trong hiện, trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, trong một cái búng móng tay đã có hàng triệu triệu lần sinh diệt rồi. Đấy mới là cái sự giác ngộ về cái sự vô thường, về cái sự tuyệt đối. Và phải thấy, phải tuệ trì được cái điều đấy thì nó mới đi đến sự giác ngộ. Chứ còn suy luận bình thường không đi đến giác ngộ. Có người suy luận mới nói rằng là tôi thấy rằng là đất trời có cây hoa lá nó thay đổi liên tục theo mùa, rồi là có lúc thì nó xanh tốt, có lúc nó úa tàn, con người lại có sinh hay có già, có bệnh có chết, rồi là cái đám mây ở trên trời lúc thì nó tụ, lúc thì nó tán, lúc thì nó biến thành hình con chó, lúc nó biến thành hình con ngựa, gọi là bức tranh vân cỏ. Thì cuộc đời nó cũng tụ tán như vậy, nên tôi thấy đấy là vô thường. Thực ra vậy thì cái đấy nó chỉ là suy luận về vô thường, chưa phải là giác ngộ vô thường. Nhưng giác ngộ vô thường thì phải thấy được cái danh sắc chân đế sinh lên diệt đi ngay tức thì, sinh diệt liên tục. Thì cái đấy là vô thường. Chưa thấy được danh sắc thì chưa thấy được sự sinh diệt của danh sắc, chưa thấy sinh diệt danh sắc thì chưa thấy vô thường, chưa thấy được vô thường thì chưa hiểu gì về khổ ấy. Người nói là tôi thấy đời này là khổ lắm, sinh ra cứ phải làm ăn vất vả, phải lớn lên rồi lại cũng bao nhiêu cái sự bon chen cạnh tranh, cuộc đời thật là khổ. Cái đấy, sự đấy chỉ là suy luận về khổ, nhận thức về khổ, chứ chưa giác ngộ về khổ. Sự giác ngộ về khổ thì phải thấy được cái sự bức bách của cái sự sinh diệt, sinh lên nó diệt đi liên tục, thì cái sự bức bách của sinh diệt đấy mới là khổ. Còn một người mà tôi thấy được cái sự vô ngã, cái gì nó cũng có duyên, nó sinh hợp. Là ví dụ tôi quan chiếu cái nhà, nó kết hợp này bằng gạch ngói, xi măng, sắt thép, người lao động này vất vả nữa thì mới tạo nên được cái nhà. Cho nên cái nhà mà bây giờ mà dỡ ra thì nó chẳng còn là cái nhà. Cái xe cũng vậy, bao nhiêu là những cái thứ kim loại thì nó ghép lại thành cái xe. Bây giờ dỡ ra là từng cái, nó chẳng còn là cái xe. Cái thân cũng vậy, nó chỉ là tứ đại đất nước lửa gió. Tóc nó bóng răng ra, bây giờ mà phanh thây xẻ thịt ra từng miếng một, nó chẳng còn là cái thân nữa.
thì đấy là vô ngã. Thì cái đấy cũng chưa phải là sự giác ngộ vô ngã. Cái người đó có sự suy luận về một vô ngã, nhưng mà ở cái mức còn tương đối, chứ chưa giác ngộ được ở cái mức tuyệt đối. Tuyệt đối là khi nào phải thấy được rằng là cái này không phải là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cái gì vô thường khổ thì cái đấy không phải là tôi. Cái gì vô thường, cái đấy không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi. Không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì vì nó giác ngộ được cái vô ngã. Vì nó còn thấy cái này là tôi, cái này là của tôi. Thì vì đó còn tự ngã, còn chấp ngã. Đây là thân tôi, đây là tâm tôi, đây là suy nghĩ của tôi. Có cái tôi và có cái người, có cái sự so sánh hơn thua là còn chấp ngã. Thế nào là diệt tận của danh sắc? Khi quan sát tạm tướng trên danh sắc, hành giả sinh tâm nhàm chán, dẫn đến từ bỏ tham ái chấp thủ. Còn tham ái chấp thủ thì danh sắc còn sinh lên. Hết tham ái chấp thủ thì danh sắc sẽ diệt đi mà không thể trừ nặng. Đó là sự diệt tận của danh sắc. Sự diệt tận này, danh sắc, tại sao mình thấy được danh sắc diệt tận? Tại sao con người sinh ra rồi lại chết đi, rồi lại sinh rồi lại chết rồi lại sinh? Tại làm sao như thế? Bởi vì mình còn yêu cái thân năm uẩn này, nó còn ái là nhân, là đi ra sinh tử này. Mình yêu cái thân năm uẩn này thì nó còn sinh ra danh sắc, mà nó còn sinh ra thì nó còn phải diệt đi. Vậy bây giờ mình thấy cho đến khi nào mình phải nhàm chán thân năm uẩn này thì lúc đấy nó mới nhàm chán, thì nó không còn tham ái, không tham ái thì không chấp thủ, không chấp thủ thì danh sắc nó mới diệt. Thì lúc thì mình mới không còn sinh ra, không sinh ra thì mới không có sự diệt đi. Nhưng mà thường thường thì mình tham ái với thân bên trong, rồi là tham ái với thân bên ngoài, tham ái với thân quá khứ, tham ái với thân tương lai, tham ái với thân cao thượng, tham ái với thân hạ điển, tham ái với thân ở gần, tham ái với thân ở xa, tham ái với năm uẩn. Thì mình tham ái cái năm uẩn ở bên trong với bên ngoài thì cái tham ái với năm uẩn nào nó mạnh hơn? Năm uẩn bên trong mình nó sẽ mạnh hơn. Đó là mình, người nào mà tham ái với năm uẩn bên trong mạnh hơn ấy, thì khi mà mình thấy người khác nguy hiểm có lao vào cứu, phải bảo vệ sự sống. Bây giờ mà có cái nguy hiểm đến mới co chân chạy trước. Còn ai thì kệ. Thế nên là mình tham ái với năm uẩn mình cao hơn. Còn lúc nào mình bảo mình phải hy sinh để cứu mọi người thì mình sẽ làm sao? Tham ái với thân năm uẩn bên ngoài mạnh hơn. Còn bây giờ mình biết là mình tham ái với năm uẩn quá khứ, với năm uẩn hiện tại, với năm uẩn tương lai, thì cái năm uẩn nào mình tham ái mạnh hơn? Năm uẩn quá khứ, dù bên hiện tại hay là quá khứ hay tương lai. Ví dụ bây giờ mình soi gương, mình bảo ôi trời ơi, cách đây 5 năm, 10 năm trước mình đẹp hơn bây giờ nhiều, mình khỏe hơn bây giờ nhiều. Ước gì bây giờ mình có được cái tuổi trẻ, có được sức khỏe, có được cái sắc đẹp như cái thời đấy. Thì là cái tham ái nó dính vào cái gì? Nó dính vào quá khứ. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình chưa đẹp, nhưng mà 5 năm, 10 năm sau mình sẽ đẹp như tiên. Thì lúc đấy nó tham ái vào cái gì? Nó tham ái vào tương lai. Còn bây giờ mình soi mà chưa bao giờ mình đẹp như bây giờ, thì nó sẽ tham ái vào hiện tại. Đấy, thì cho nên là cái năm uẩn nó sẽ thế. Có những người thì mình tham ái ở cái năm uẩn bên trong, có khi có người lại tham ái năm uẩn ở bên ngoài, có khi mình tham ái với quá khứ, có khi mình tham ái với hiện tại, có khi mình tham ái với tương lai. Đấy là cái là tham ái với năm uẩn. Còn tham ái với cái năm uẩn cao thượng hoặc là tham ái với năm uẩn hạ liệt, bây giờ mình mà thấy một vị chư thiên, mình ước mong sao mình cũng được làm chư thiên. Bây giờ mình có những người thì để yêu quý những cái con chim, mình phải ui có con chim nó đẹp thế, mình yêu quý, mình chăm sóc nó, thì mình tham ái với năm uẩn gì, năm uẩn thấp kém. Có người thì yêu con chó để suốt ngày vuốt ve chải chuốt, yêu quý nó, đấy cũng là một cái tham ái. Có những cái tham ái
với những cái năm uẩn cao thượng, có khi mình tham ái với những cái sắc, với cái đời sống cao thượng, có những cái vị lúc nào mình cũng tôn thờ những cái bậc thiên thần, thì đấy mình cũng có cái tham ái dính mắc. Có những khi mình lại ưa thích những cái con vật nhỏ bé, mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó cái đẹp, mình thấy nó dễ thương, mình quý nó. Thì đấy cũng là mình tham ái với những cái năm uẩn khác, cao thượng có, hạ liệt cũng có, ở xa cũng có, ở gần cũng có. Có khi nào cái người nào ở gần mình thì mình ghét, người ở xa mình thỉnh thoảng mới gặp thì mình lại yêu. Thì đấy là tham ái với năm uẩn gì? Tham ái với năm uẩn ở xa. Ai mà sống gần thì xa thơm ấy, xa thơm gần thối ha. Có những người thì chỉ yêu quý những người ở gần xung quanh mình thôi, gặp một người xa lạ là mình sẽ không thích. Không thích mà thấy một người lạ không thích, thích lánh xa. Nhưng mà lại rất là yêu quý những người gần. Hoặc là mình chỉ yêu quý những người thân của mình thôi, còn những ai mà không cùng dòng họ, không cùng gia đình thì mình ghét. Đấy là cũng mình yêu quý, đấy là dính mắc với năm uẩn ở gần. Có những người thì dính mắc với năm uẩn ở xa. Ngày nào mình còn cái tham ái đấy thì danh sắc nó còn sinh lên, nó còn sinh thì nó còn diệt, còn lúc nào nó nhàm chán thì nó nhàm chán hết, nhàm chán. Tại sao nhận nhầm quang tướng trên thân lại là niết bàn? Một số thiền sinh khi hành thiền có được một chút tâm thanh tịnh hay sáng phát sinh, nếu không được hướng dẫn nghiêm túc bị đỡ dễ theo sự suy tưởng sai lầm cho là mình chứng ngộ đạo quả rồi nhận nhầm quang tướng là niết bàn. Thì rất nhiều người thực hành thiền một thời gian, do vị đó rất là khao khát chứng đắc, nhưng mà vị đó không thực hành đúng, tự thực hành theo ý mình, rồi sau đó vị đó nhận đại một cái gì đó là niết bàn, vì vị đó sống với cái ảo tưởng cho là mình đã chứng đắc, và vị đó sẽ luôn luôn muốn chứng tỏ là mình đã chứng đắc, và rất là khó chịu khi ai đó phủ nhận cái sai lầm của vị đó. Rất nhiều người gặp cái trạng thái này. Thế nào là tham ái chấp thủ với năm uẩn? Thế nào là hết tham ái chấp thủ với năm uẩn? Nếu còn là phàm phu thì còn tạm khiến cho rằng năm uẩn là thường nặng là tịnh. Nếu một người giác ngộ thì bước đầu đã tiên đã đoạn trừ được tạm khiến này, năm uẩn mãi mãi là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Đấy là hết tham ái chấp thủ với năm uẩn. Người không thực hành thiền định cũng không thực hành thiền quán chiếu danh sắc chân đế nhưng vẫn tự cho mình đã ngộ đạo như thế thì họ có giác ngộ là không? Có người mà không hành thiền định cũng không hành thiền quán chiếu danh sắc nhưng vẫn cho mình đã giác ngộ, đã ngộ đạo. Có người nghe một bài kệ là ngộ đạo, có người nghe một bài kinh là ngộ đạo, có người thực hành một pháp thiền tuệ là ngộ, có người thực hành thiền chỉ quán và giác ngộ, có người thực hành vẫn phải nhờ đến nhiều kiếp sau mới giác ngộ. Đấy là cái sự ngộ đạo, nó có nhiều cách, có nhiều phương pháp, có nhiều hạng người, không ai giống ai, cho nên là không thể nói trước được rằng ai là cái người có cái sự. Mỗi người có một cách ấy, mình không được nói là người nào cũng phải như người này, người nào cũng phải trải qua một cái sự thực hành như thế này, ai mà giống ai. Đấy, mà mỗi người có một cái cách giác ngộ khác nhau. Có người ngộ đạo do nghe một bài kệ, có người thì nghe hết một bài pháp, có người thực hành một pháp thiền tuệ trong một thời gian ngắn, một ngày đến 7 ngày, có người thì phải hành cả thiền chỉ thiền quán, nhưng mà có người thực hành ở đời này nhưng mà phải nhiều đời sau mới giác ngộ. Không, cái sự ngộ đạo là không giống nhau, cho nên là không có áp dụng một cái phương pháp đi đến giác ngộ cho tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật thì tùy theo căn tính để Đức Phật dạy. Đức Phật quan sát là người này chỉ nghe bài kệ thì Đức Phật nói cho bài kệ. Đức Phật biết là người này phải nghe hết một bài pháp thì Đức Phật giảng một bài pháp. Đức Phật biết là người này thực hành thiền quán từ 1 ngày đến 7 ngày thì Đức Phật cho một đề mục thiền quán. Đức Phật biết là người này phải có cả thiền định thiền tuệ thì mới giác ngộ thì Đức Phật dạy cả 2 pháp thiền. Còn Đức Phật biết là người này phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới đắc đạo thì Đức Phật cũng dạy cho người đó tu nhiều đời, tu những cái pháp để tích lũy các 3 la mật. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì không ai có khả năng này nữa.
không, các đệ tử Đức Phật không còn cái khả năng giảng dạy cái kiểu này nữa, mà phải giảng dạy bằng kinh nghiệm của mình, bằng kinh nghiệm. Cho nên là một cái vị nào mà nghe một bài kệ mà giác ngộ, bây giờ vị đó cứ đi nói bài kệ cho người khác nghe, nghe rồi có ngộ chưa? Người đó không ngộ thì vị đó mà trời sao mà khó dạy thế. Để có người nghe một bài pháp để giác ngộ, vị đó sẽ đi giảng, cho nghe giảng cho bài pháp nghe là ngộ. Một người khác nghe không ngộ thì vị đó chán nản, sao mà khó dạy thế. Để có người thực hành thiền tuệ giác ngộ, vị đó chỉ đi dạy thiền tuệ thôi. Mà hỏi trên đấy tôi biết dạy thiền định, tôi chỉ biết dạy thiền tuệ thôi, thực hành thiền tuệ đi. Tôi thực hành thiền tuệ đắc, rất nhiều người thực hành thiền tuệ đắc vì có tán thán thiền tuệ. Nhưng mà có người thì hành chỉ quán mà giác ngộ, hành cả thiền định thiền tuệ, thì bây giờ vị đó sẽ đi dạy cả hai pháp này, phải thực hành thiền chỉ thiền quán mới giác ngộ. Có không thực hành theo đúng bài bản này không giác ngộ được. Thì đấy là nó từ khi Đức Phật nhập niết bàn là mọi tất cả các vị thiền sư về sau này là dạy theo kinh nghiệm của chính mình. Còn ai mà có căn cơ giống như cái vị đó thì giác ngộ. Còn ai mà cũng may từng người. Còn các thiền sư không có được cái trí tuệ như Đức Phật, là thấy được cái căn đánh của từng người để cho mỗi người thực hành một cái pháp khác nhau, mỗi người thực hành một cái cách thức khác nhau được. Có nhiều cách thức giác ngộ như thế, nhưng sự giác ngộ chỉ có một. Cái cách thức giác ngộ thì nhiều, nhưng mà cái sự giác ngộ nó chỉ có một thôi, không có nhiều. Giác ngộ là giác ngộ bốn sự thật: khổ đế, thấy là buồn, sinh diệt cần phải thấy; tập đế, tham ái cần phải đoạn; diệt đế, niết bàn tịch diệt cần phải chứng; đạo đế, bát chánh đạo cần phải tu. Nếu chưa tuệ chi được bốn sự thật này thì rơi vào ngộ nhận. Tức là một người giác ngộ là phải giác ngộ bốn sự thật. Ví dụ như rất nhiều sách nói rằng vị này giác ngộ, vị kia giác ngộ, nhưng mà hỏi đến giác ngộ cái gì thì vị đó phải trả lời được đúng cái vị đó ngộ. Nhưng mà giác ngộ là kiến tánh, kiến tánh là thành Phật. Giác ngộ là hốt nhiên chứng ngộ, hốt nhiên chứng ngộ. Để nghe một tiếng vỗ của hai bàn tay kiếm gốc cái chứng ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái giật mình, nói với nó đang buồn ngủ, nghe người ta vỗ tay đốt một cái giật mình, tôi ngộ rồi, tôi đang ở trong cái tư tưởng chiến biên, bây giờ có người vỗ đốt một cái vào tai, tôi giật mình tỉnh lại, thì cái tỉnh đấy gọi là tỉnh ngộ, tỉnh ra khỏi cái suy nghĩ lan man. Còn cái sự giác ngộ là giác ngộ các sự thật, bốn sự thật. Nên Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ, là Đức Phật thấy được bốn sự thật từ thanh đế. Người nào giác ngộ từ thanh đế thì là người giác ngộ. 9:30 thôi, phương pháp 32 thể trưởng thì để đến hôm sau. Thiền 32 thể trưởng này, để mọi người về học thuộc lòng 32 thể trưởng nhé. Tóc, lông, móng, răng, da nhé. Xong là da, răng, móng, lông, tóc, trong từ 1 đến 5, trong là từ 5 đến 1, từ 1 đến 10, từ 10 đến 1. Học thuộc đi để mai mốt để còn học cái bài về 32 thể trược này. Vừa học vừa quán, em có chứng ngộ được cái gì không? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tùy, thận này. Bài này cần phải học thuộc đi. Tóc, lông, móng, răng, da, xong này da, răng, móng, lông, tóc, thịt, gân, xương, tùy, thận. Xong lại thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Xong lại tóc, lông, móng, răng, da, thịt, răng, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột. Xong lại đọc ngược lại ruột, phổi, lá lách, gan, tim, thận, tủy, ngựa, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đấy là học xuôi 5 câu, xong lại học ngược lại. Xong lại học xuôi 10 câu, lại ngược lại cho 10 đúng không? Xong lại xuôi, xong lại ngược, xong lại xuôi, ngược. Học như vậy. Bắt đàm bụ nó mồ hôi mỡ, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Cái năm 12 cái này thuộc về thủy đại. Còn 20 cái này nó thuộc về địa đại. Học cho thuộc lòng.
này, rồi ngày mai mình học đến từng cái một, học đến từng cái một đây này. Đấy. Cái gì phải thấy nó rất là bất tịnh, phải thấy nó rất là ô uế, phải thấy nó rất là uế trược. Sau kiểm tra ai mà thuộc xuôi thuộc ngược được thì cho điểm 10. Người hồi hướng